Chào các bạn nhé, hiện tại Việt Úc đang có mặt tại cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Đạt tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Thì căn 2 tầng mái Nhật này thì các bạn biết đấy, đấy. Căn này thì đã sơn xong hết rồi và chủ nhà là đã ở hơn một năm các bạn ạ. Thì bây giờ hiện tại là chủ nhà đang có nhu cầu thi công mái ngói thì cũng đã liên hệ với mình và cũng bên mình cũng đã về tư vấn và khảo sát cho anh đấy. Thì đây thực trạng công trình này là cái công trình có cái diện tích mái ngói mình sau khi mình đã chuẩn bị chủ nhà báo là diện tích chuẩn bị nhé các bạn nhé. Nó thì là hơn 200 mét vuông. Đó và gồm cái nhà nối là nối nhà hiện đại. Ba gian hai trái và có mái đỉnh các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn thấy hình ảnh chưa? Thì về cái công trình kết cấu thì sau đây mình cũng đã tư vấn chuẩn bị chủ nhà và về cái mặt bằng thi công như nào thì các bạn sẽ cùng mình lên mái thì xem những cái vấn đề cơ bản về cái bước 1 để khảo sát một công trình đó, các bạn nhé. Hiện tại mình đang có mặt trên cái tầng áp mái của cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Đạt tại Nam Trực, thành phố Nam Định các bạn ạ. Ở đây các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ cái hệ thống thì căn 2 tầng mái Nhật này là có một hệ sàn bằng là một tầng các bạn nhé. Ở đây là cái mái đỉnh các bạn ạ. Thì không gian cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Đạt là có cái kiến trúc là ba gian hai trái ngày xưa các bạn ạ, và cái lối kiến trúc hiện đại hơn nữa là bây giờ là thêm cái mái đỉnh đấy các bạn nhìn không, các bạn nhìn hình ảnh trên cao các bạn biết nhá. Và cái mặt sàn, diện tích mặt sàn này là có diện tích mặt sàn là 200 mét vuông các bạn ạ. Và với kích thước về bên mình cũng đã vừa đo đạc xong và khảo sát công trình này. Đây là cái công trình mà gia chủ đã ở một năm rồi các bạn ạ, một năm rồi và chưa lợp ngói các bạn nhé. Và hiện tại bây giờ gia chủ có nhu cầu lợp ngói cũng đã gọi cho Việt Út bên mình về tư vấn và khảo sát và trực tiếp cho công trình tại đây. Thì cái diện tích này thì có 200 mét mặt sàn, thì cũng như cái kích thước mà bên mình vừa đo thì cái mái đỉnh thì có cái chiều dài là 10m05 các bạn ạ, và cái độ rộng này là 7m các bạn nhé. Thì bên mình đang đề xuất với chủ nhà là làm cái mái trên là làm 30 độ các bạn ạ. Đó, và cái chiều cao của tường này so với cái mặt sàn tầng 1 các bạn nhé, nó là chỉ có 1m7 thôi. Thì đương nhiên là cái độ rộng thế này bên mình cũng đã tính toán với phương án là hơn 5m và cái độ rộng chiều cao là làm chỉ có 28 độ, nên là cái chiều cao khống chế cái này chỉ nó có 1m4 các bạn nhìn thấy không? Đó, giữa 1m7 và 1m4 thì nếu mà các bạn làm hết thì nó sẽ không tạo điểm nhấn được. Thì bên mình cũng đã tư vấn và đề xuất là anh làm 28 độ thôi thì là chiều cao nó vẫn hở được 30 phân các bạn ạ. Và cái đặc trưng kiến trúc của cái công trình này thì nó có một mái đỉnh và một mái chính và hai mái phụ các bạn ạ. Đó, hai mái phụ đây đấy. Thì những cái về mặt bằng thi công thì bên mình cũng đã tư vấn và trao đổi rất kỹ với chủ nhà, thì chủ nhà cũng đã bàn giao và kết cấu và cũng như mình mới tư vấn về kết cấu và chủ ngoại thép là ngày đơn vị thi công và chốt với hợp đồng với chủ nhà. Thì rất mong các bạn theo dõi, sau khi hoàn thiện đoạn rồi bên mình cũng sẽ đến ngày thi công và bên mình cũng sẽ review cho các bạn xem và ngày hoàn thiện sau khi căn 2 tầng mái Nhật bên Vietup thi công như nào nhé. Rồi lúc nãy là cái vị trí mình đứng chỉ cho các bạn là cái vị trí hông bên phải từ hướng nhà nhìn ra các bạn ạ. Đấy, hiện tại mình cũng đang đứng bên hông bên trái các bạn nhé. Thì lên cái mặt sàn khảo sát này thì của cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Đạt tại Nam Trực, tỉnh Nam Định thì có cái vấn đề như sau các bạn nhé. Thì trước mắt là về vấn đề có lỗ thăm thì bên mình cũng đã tư vấn cho các anh là cái đường lên lỗ thăm thăm mái là sẽ hơi bị thấp các bạn ạ. Đấy, cái chiều cao vắt mái các bạn nhé. Đấy, thì và cái trường hợp thứ hai nữa là theo cái chiều cao thiết kế và chuẩn bị thi công thì anh Đạt có đặt cái bồn nước này thì đương nhiên là sẽ phải bị vướng mái các bạn ạ. Đó, các bạn xem hình khối mái, mình sẽ cho các bạn xem hình khối mái nhé. Thì nó sẽ là như sau. Đấy, có một mái đỉnh này, một mái đỉnh và hai mái gian. Đấy, thì cái chiều cao này nếu mà làm 28 độ thì nó chỉ có 1m4, nên là cái bồn nước này nó sẽ bị khuyết các bạn ạ. Đó, thì mình cũng đã đề xuất và tư vấn cho anh Đạt là chuyển cái bồn nước này sang bên kia. Đó, và cũng là hướng chính của cái gian này. Thì và dòng đường ống là nối vào trục sử dụng nước đây. Và thứ hai nữa là cái mặt bằng để thi công được thì đây, cái này là các bạn, vì sao các bạn nhìn thấy không, đây là cái mặt tôn các bạn ạ. Đó, chủ nhà chưa lợp được mái nên là cái toàn bộ cái đây là cái hệ thống dầm dương theo trục tường, dầm dương theo trục tường các bạn nhé. Thì nước nó đọng vào đây nên là đọng 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 bị đọng các bạn ạ, bị đọng nước nên là chủ nhà bắn thế này. Thì hiện tượng là sau đây thì mình đoạn rồi mình sẽ lợp ngói thì sẽ không, không 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 cần phải như này nữa. Đó, bạn nhìn thấy không? Thì trước mắt là về cái vấn đề mép, về vấn đề mép canh thì cái nhà này đã sử dụng xong rồi, đang sử dụng ở rồi nên là các bác tự xây với cả sơn siếc xong hết rồi nên là không phải bàn về nhiều. Thì quan trọng nữa là cái vấn đề cái máng u. Đây các bạn nhìn hình khối mái, thì hình khối mái cái mái phụ đây thì nó sẽ chia ra hai cái bè này. Thì đương nhiên là một cái mái hồi chảy bên kia.
Bạn nhìn thấy không? Chảy bên kia. Và sau đây nó sẽ có một cái mái, nó sẽ phải chảy về đây. Thì bây giờ chảy cái hồi mái này nó sẽ chảy vào nước, chảy vào tường. Toàn bộ cái mái lượng nước mái trên sẽ chảy xuống mái dưới. Và mái dưới đâm vào tường này thì các bạn xử lý như nào? Thì đoạn rồi đến thi công và mình sẽ chỉ cho các bạn là cái phương án và thu nước mái đâm vào tường như thế nào thì các bạn theo dõi video đấy nhá. Rồi, vừa rồi mình cũng chia sẻ một số cái vấn đề tư vấn về cái căn 2 tầng mái Nhật của anh Đạt tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định các bạn nhé. Thì nó có những cái vấn đề như về như thế thì bên mình cũng đã chia sẻ về khảo sát thực tế cái bước đầu. Thì cũng có những một vài vấn đề về cái căn này thì mình cũng đã tư vấn và chốt hợp đồng. Và sau này thì bên mình đơn vị thi công thì mong các bạn là sẽ theo dõi và xem những cái công trình này thực tế sau hoàn thiện là như nào. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.